Xin chào quý anh em đam mê âm thanh thân mến nhá. Hôm nay thì DVH khá là rảnh việc nên là đã nghiên cứu chế tạo một cái phiên bản thử nghiệm một con loa ở trên ô tô. Đây đang sử dụng cái củ loa là Bát 50, côn 125, côn rất là to. Côn to khủng khiếp. Con này thì nó dành cho âm thanh chuyên nghiệp các bác nhá. Đó là nó dành cho âm thanh chuyên nghiệp chứ không phải âm thanh trên xe hơi. Một con bát rất là to. Đấy, và nhấc ra cho anh em xem. Thì hiện tại thì nó chỉ là đang là cái phiên bản thử nghiệm thôi nên là cũng sẽ còn thiếu sót rất là nhiều và cần anh em nào mà chơi thạo về mảng này thì có thể đóng góp thêm ý kiến cho mình. Thì cái cấu hình con loa này thì mình đang sử dụng là hai cái khủ bát 18 inch và bát 50 rất là to để lấy cái giải bát và một cái củ toàn giải bát 30, còn là toàn giải bát 30 nhá, và hai cái củ kèn từ neo côn 75, hai cái họng kèn hai bên này. Đây để mình lắp con bát này vào đó. Cái này thì mình phải sử dụng hai chiếc âm ly. Đây một cái trước thì sử dụng một cái mạch của con loa kéo, con này thì mạch này thì công suất nó khá là nhỏ thì mình cho nó chạy cái con loa lời thôi. Chạy cái con loa lời bát 30 này, bát 30 côn nó có 51 thôi, thì con này loa lời công suất nó có 250W thì nó khá là vừa miếng so với cái mạch này. Cái mạch sẽ kéo một chiếc loa lời với cả hai củ kèn. Và cái chiếc âm ly ô tô này thì con này nó âm ly 4 kênh các bác nhá. Âm ly 4 kênh thì mình đang gạt braille, đang đố braille đây. Đây nó là bốn cái cửa ra các bác nhìn này. 1 nhá, 1 2 3 4. Nó đang là bốn cửa ra thì mình đang gạt sang braille thì mình dồn công suất lại để mình oánh thành âm ly 2 kênh. Oánh thành âm ly 2 kênh để chạy cho hai con bát 50 này. Tại vì con bát 50 này thì công suất nó rất là lớn. Nếu mà oánh stereo bình thường thì sẽ ngốn công suất thì âm ly sẽ không thể nào mà kéo được. Bắt buộc mình phải gạt braille và lấy tín hiệu từ bên cái vỉ bên này sang để nuôi sang cái con âm ly ô tô này. Thì mình đang phát nhạc bắt qua bluetooth, thì làm cái con loa này thì mình đã phải đo cái kích thước của cái cốp xe này khá là vừa vặn để mình đóng được cốp nhá và không ảnh hưởng đến cái quá trình di chuyển, cũng như là nói chung là mình đi đâu thì mình vẫn di chuyển bình thường. Và hành lý thì cái này thì chắc là lúc nào mình sẽ phải chế một cái mặt lưới sắt phẳng ở trên này thì hành lý thì anh em có thể vứt lên trên cái mặt lưới sắt được. Nói chung là đây cũng chỉ là một cái phiên bản thử nghiệm cho những cái tháng ngày rảnh rỗi thôi, rảnh thì lôi ra nghịch cho vui. Và hôm trước thì cắt CNC thì cắt cái khoang này là cái khoang để âm ly này với cả để cái bình ắc quy. Đây cái bình ắc quy thì đang để trong sử dụng cái bình 100A thì lại bị cắt lỗi mất cái bên cái khoang để cái vỉ này. Thành ra là cái vỉ mạch ở trong nó bị cạo vào cái củ kèn. Thì là rất là khó khăn. Đáng lý là cái vỉ này là mình cũng để nó âm xuống như này này, nhưng mà tính toán nó lỗi mất một chút, thành ra là về lại phải chế cháo lại, là phải cắt bằng một cái miếng Formic. Cắt lại một cái miếng Formic để mình lấy băng dính nhá, mình dán đè lên trên xong mình bắt ốc vào để cho nó kín hơi. Nói chung là đây thì vẫn là những cái phiên bản thử nghiệm thôi. Cho anh em mà có những cái ý tưởng nào mà nó hay thì vui lòng comment xuống bên dưới cho mình thì mình sẽ cải thiện thêm cho những cái phiên bản lần sau. Và ở cái phiên bản lần này thì nói chung là cũng còn thiếu sót rất là nhiều. Ok, không để anh em phải chờ đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ test một chút nhạc nhé. Nói chung là con loa này thì với cái không gian xe, với cái không gian, cái thể tích không khí ở trong xe nó rất là nhỏ, và với cái số lượng loa và với cái công suất như này thì mình thấy là nó oánh khá là dư thừa luôn, nó oánh tưng bừng luôn, nó oánh khủng khiếp luôn. Ok, bây giờ sẽ test một chút nhạc à. Do là mình sử dụng cái loa toàn giải 30 để lấy lời nên là cái giải lời của con này rất là ngon nhá. Giải lời con này ngon không kém gì âm thanh trên ô tô luôn. Lời nghe rất là rõ và hai củ tép neo hai bên này. Bát thì sử dụng hai con bát 50 này. Ok, lên nhạc nhá. Ok, sang một cái bản test bát khác nha, để test cái đôi bát này. Nào, lên volume rồi.
Nói chung là với cái không gian trên xe mà gánh vào một đôi bát này thì đóng cửa vào thì thôi, không khác gì đang lên trên ba luôn. Rất là phê pha nhá. Ok, bây giờ mời anh em, mời anh em đi vào trong xe. Đây, máy quay sẽ di chuyển vào trong xe. Chúng ta sẽ đóng đóng cửa xe xuống, lên hết kính để xe đập vào trong xe nó phê cỡ nào. Mời các bác cùng test một chút nhà cửa Westline nhá. Một chút nhà Westline nào. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Nghe những cái ca khúc nhẹ nhàng rất là hay nhá. Là do là có cái con loa toàn giải với cả có cái loa tem neo rồi. Nghe cái giải lời nó rất là sáng. Nghe rất là sáng luôn. Nghe không thua kém gì âm thanh ở trên những cái chiếc ô tô xịn sò, ô tô đắt tiền. Ok, bây giờ mời quý khán giả cùng DTH trở về nhà thôi. Nói chung là đây là một phiên bản mang tính chất gọi là thử nghiệm thôi. Thử nghiệm trong những cái tháng này rảnh rỗi thôi. Thì anh em có ý kiến đóng góp gì, những cái ý kiến gì hay để giúp cái mảng âm thanh ô tô này nó hoàn thiện hơn, để giúp mình ra được những cái sản phẩm nó xịn sò, nó ngon lành hơn, thì vui lòng comment xuống bên dưới nhá. Ok, rồi mời quý khán giả cùng trở về nào. Trong những clip sau nhá. Anh em mà có ý kiến đóng góp gì thì vui lòng comment xuống bên dưới, DVS sẽ cải thiện hơn về những cái dự án tiếp theo. Ok, xin chào.